Hi Hào, chào buổi tối tất cả mọi người nha. Hào chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ ha. Thì hôm nay Hào đã có mặt tại Hiền Fashion. Thì hôm nay sẽ có một bạn là bạn Trâm này sẽ thực hiện massage mặt, massage đầu và gội đầu cho mình các bạn nhé. Bây giờ bạn Trâm sẽ thực hiện cho mình nhé. Đây. Ủa trong người ở đâu nghe có vẻ như miền Trung vậy? Dạ em vừa đến Nam rồi. Một Nam à? Dạ. Ở đây có người miền Trung không? Dạ. Ở đây người hết được quê. Dạ. Mình biết Huế ra là Huế ra khó không? Dạ, dạ không có người còn Tân Kỳ với lại ở Nam Mỹ Xuyên được không anh? Ủa Tâm đang dùng cái gì để mà có cái mặt anh vậy? Dạ, em đang dùng máy để dịch dạng như máy xông hơi đúng không? Dạ, máy xông hơi để dịch dạng như mình nở ở cái lòng này nó sẽ xong trong. Đây là mình dùng tinh dầu gì đấy? Dạ, mình không, mình chỉ bỏ xả lại rồi lên mình để nó nở ở cái lòng. Ok. Chương trình là kịp rồi. Thì nó mát xong mặt thôi, nó mát mát rõ rồi. Dạ. Do đỡ mỏi mắt. Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Lúc nào mát xong mắt xong không chịu có bộ phận nào là hiện thì sẽ cho anh là đang làm cái gì nữa. Dạ. Thì mọi người không biết.
Mỗi lần massage mặt là vậy là mấy phút ta? Hả, tính sao mặt mới là 25 phút nè. Ừ, 25 phút rồi. 25 phút hoặc 20 phút. Là cả mặt ra đầu hay là mặt thôi? Dạ, có mặt có là massage thư giãn hoặc là massage mặt có là massage đầu luôn em. Khi massage mặt này nè, mình chủ yếu là massage ở vùng nào của mặt? Dạ, chủ yếu là mắt và một này, với lại mình vuốt sau cổ với lại đầu đầu mệt mỏi rồi đó bạn. Mắt mắt mình massage ở vùng mắt ha, và mình bấm huyệt ở vùng sau cổ cổ gáy. Dạ, đúng rồi. Sao anh nói tiếng gì? Dạ, không hiểu lắm đó, chọc học tư luôn. Nói, em nói tập nó có thể hiểu luôn. Mà đúng, em đang đại diện thương hiệu mà. Ở đây ai tên người đó thôi. Cảm ơn anh tên Hào, Hào nha. Đúng rồi, em là Hiền, Hưng, xuống nó xa đang điện được xong rồi xuống nhẹ xuống cột đào sẽ nó xa và nó sẽ làm được còn vùng mà cột đào xuống dưới là nó xa được lên nó xa và còn thông thường mắt xa đầu này là thường làm bao lâu đầu không thôi nữa. Sẽ yêu cầu mình massage thêm rồi ví dụ như nửa tiếng rồi với hoặc một tiếng đỡ mệt thư giãn nhiều hơn. Dạ. Mà đơn.
Tay thì không mang được trang đúng không? Hết tay của trong không mang được trang đúng
gì em sẽ gọi cho anh dầu cặp nha anh nha. Dầu gì? Dầu cặp hả? Dạ. Mà ra từ ai mà xe rửa đèn sáng biết là gì ấy.
mình có thể chế bằng nhất nhé. Bây giờ anh đọc lại rồi đó. Nếu mà anh phải phải mười lần thôi. Nếu mà phải mười lần thì anh phải mười lần rồi. Để bên kia rồi hả? Không, phải là mình phải là nếu như có phải mười lần rồi thì do mình chưa mới phải được đó.
Hào chào tất cả mọi người nha. Thì vừa rồi Hào được bạn Tâm thực hiện massage mặt, massage đầu với lại đầu. Cảm giác bây giờ của Hào rất là thư giãn và relax. Thì Hào cảm ơn rất là nhiều đó. Hào cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Hào nha. Bây giờ Hào tạm biệt mọi người nha. Bye.